làm quen trước khi gửi đảm bảo là bạn gửi bài tới tạp chí phù hợp nhất. Đấy, mình cần phải đọc mục đích và phạm vi của cái tạp chí đó. giả sử như bạn Bùi Lê Thu Hương hỏi là thưa thầy. Tài liệu tham khảo có yêu cầu thời gian cập nhật là trong vòng bao nhiêu năm không ạ? À? Em cảm ơn thầy. Thế một lần nữa nha, cái liên quan đến cái tài liệu và liên quan đến trích dẫn thì em sẽ cần phải tham khảo cái hướng dẫn của cơ sở đào tạo của mình ấy và theo cái hướng dẫn của cái tạp chí mà mình nộp bài ấy đấy, thì các cái cơ sở đào tạo ấy thì thường họ sẽ yêu cầu là em sẽ cần phải trích dẫn những cái tài liệu mới. Và tài liệu mới như thế nào? Tài liệu mới thì thường họ hay quy định là khoảng 5 năm, 5 năm trở lại đây. Đúng không? Đấy, và một số cơ sở đào tạo thì họ thậm chí họ yêu cầu là cái tỷ lệ, tỷ lệ cái bài báo mà trong vòng 5 năm trở lại đây là nó phải chiếm bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như họ quy định là chiếm 20% hoặc chiếm 30% chẳng hạn. Thì mình cần phải tuân theo đúng như vậy. Thì đấy chính là cái tư duy mà liên quan đến cái thời gian cập nhật là bao nhiêu năm nhé thường là 5 năm, thường người ta sẽ chấp nhận như đấy. Thế còn vì sao lại 5 năm? Bởi vì là những cái tài liệu bởi vì là cái cái khoa học kỹ thuật nó thay đổi rất là nhanh. Thế nếu mà những cái những cái thông tin mà nó cũ quá, đặc biệt là những cái thứ mà nó nó theo cái xu hướng của thời đại chẳng hạn đúng không? Thì cái, những cái những cái bằng chứng đấy thì nó nó cũ quá rồi thì áp dụng vào thực tế nó không không còn nữa nên là người ta thường là chấp nhận nó không chấp nhận những cái quá cũ đấy. Và đối với lại cái xuất bản quốc tế cũng vậy. Nên xuất bản quốc tế thì thường họ cũng sẽ yêu cầu là cái nội dung của mình ấy nếu mà bạn nào ở đây đã từng xuất bản rồi thì mình có thể thấy là, là thậm chí là các cái reviewer tức là cái người phản biện ấy thì sau khi họ đọc xong họ nhìn thấy là cái cái, cái các cái bài báo của mình nó cũ quá nó không cập nhật thì thậm chí là họ sẽ yêu cầu mình cập nhật hơn và một số một số người họ biết được những cái tài liệu nó mới hơn đấy thậm chí họ còn gửi cho mình là cái tài liệu đấy là yêu cầu mình đọc và mình bổ sung vào bổ sung vào cái nội đó, cái tài liệu đấy để, bổ sung hiểu chưa hả Lê Thu Hương hiểu không hiểu không bạn là uh, fan fan hiểu Minh à Đúng không? thầy cho em hỏi quy trình của nộp bài báo quốc tế như thế nào thực ra đây câu hỏi này thì uh, đã, uh, tôi cũng đang định tôi cũng đang định là sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về cách để chúng ta có thể từng bước từng bước có thể nộp một bài báo Thế nhưng mà lúc nào tôi có thời gian thì tôi sẽ, sẽ làm. Thế nhưng mà các bạn để lưu ý như thế này này. Thì cái quy trình mà nộp bài báo quốc tế thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tạp chí và phụ thuộc vào cái nhà xuất bản. Để anh em lưu ý nhé. Thế thì các cái tạp chí hoặc là các cái nhà xuất bản thì họ sẽ có cái phần nó gọi là uh, hướng dẫn cho tác giả. Thế thì em sẽ cần phải đọc cái hướng dẫn cho tác giả đấy đầu tiên để mình có thể làm được cái việc đấy là bạn sẽ cần phải biết cách là chuẩn bị cái nội dung của mình nộp đã mình chuẩn hóa cái nội dung mình nộp đã sau đó thì đến cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cái tài khoản tài khoản để nộp bài và trong cái tài khoản nộp bài đấy thì mình sẽ cần phải khai báo các cái thông tin của cái bài báo của mình theo đúng cái quy trình đúng cái câu hỏi đúng cái, các cái thứ của họ đấy sau đó thì mình đưa cái các cái file của mình lên nó hướng dẫn là chúng ta cần phải chuẩn bị bao nhiêu file Đấy, thì mỗi một cái mỗi một cái tạp chí thì nó sẽ có thể có những cái khác biệt nhưng về cơ bản thì nó sẽ có những cái tương đồng nhưng mà nó sẽ có những khác biệt khác nhau thế thì mình cần tuân theo cái đấy thì đó chính là cái quy trình mà em cần phải theo và nó sẽ quy trình là không có cái quy trình nào cụ thể cả mà nó sẽ phụ thuộc vào từng cái bài báo và từng cái tạp chí đấy, ví dụ như này nhé ví dụ như này nhé giả sử như em nộp một cái một cái bài báo ở trên cái tạp chí ví dụ như là BMC à... ví dụ như này nhé một cái tạp chí như này nhé thì tôi chỉ cho em xem Đấy, ví dụ như cái tạp chí về phẫu thuật của BMC này chẳng hạn nhé thì nó sẽ có một cái nó gọi là submission guide này đúng không submission guide này. Thế thì mình kích vào đây một cái này. Đấy. Đấy. thì nó sẽ có nó có ba bước này, nó nói cho mình ba bước này. Đấy. submission guide là cái hướng dẫn nộp bài này, ba bước này, ba bước cụ thể này. Thứ nhất là trước khi trước khi nộp bài, Đấy. trước khi nộp bài mình sẽ cần phải làm gì? Đấy. thì dịch lên sang tiếng Việt nhé, dễ đọc nhé. Đấy. Trước khi bạn gửi này, bây giờ bạn đã xác định được tạp chí để gửi đến. Có một số điều bạn nên làm quen trước khi gửi Đảm bảo là bạn gửi bài tới tạp chí phù hợp nhất Đấy, mình cần phải đọc mục đích và phạm vi của cái tạp chí đó Giả sư như chúng ta muốn Muốn gọi là gì nhỉ? Muốn nộp cái bài về liên quan đến ngoại khoa chẳng hạn Thì mình cần phải tìm đến các cái tạp chí ngoại khoa Nội khoa phải tìm nội khoa chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như thế đấy, Hiểu về chi phí, đúng không? Chi phí tức là cái phí nộp bài đấy Đảm bảo là cái bàn thảo chính xác, đúng không? Đấy từ ngữ là phải được được viết bằng tiếng Anh đấy, và cái tiếng Anh đấy phải là tiếng Anh chuẩn mà hiểu rõ về các thỏa thuận bản quyền này đúng không sau đó là sẵn sàng nộp này đúng không kiểm tra chất lượng này quy tắc các thứ này đúng không gửi quảng bá này đấy thì đấy là ba cái bước để nó hướng dẫn như vậy mình cần kích vào những cái chỗ này sau đó mình tìm hiểu sau khi xong nhé thì mình sẽ kích vào cái phần chuẩn bị xong rồi thì mình kích vào cái phần gửi bản thảo này xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi